chưa? Các bạn ở lớp nào đấy ạ? Nội chú 443 42 đi học à? Hay là đi học cho vui? Ok. Cao học, cao học 27 ạ? Hay là cao học 27 chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 nữa. Khi nói về động bệnh động mạch ngoại biên thì chúng ta biết là ngoại trừ trong các mạch máu trong cơ thể, ngoại trừ động mạch vành và động mạch chủ là các bệnh lý riêng các bạn sẽ học trong mạch khác, thì động ngoại biên được là cái nội dung chủ đề bài nói hôm nay tôi, vì gồm có động mạch não, động mạch chi trên, động mạch mạc treo, động mạch thận, động mạch chi dưới, tất cả đều được tính là động mạch ngoại biên. Thì các biểu hiện của bệnh động mạch ngoại biên thì chắc là các bạn đều nắm được rồi. Bệnh nhân bệnh mạch não vào viện sẽ có thể vì những triệu chứng là tai biến mạch não hoặc tai biến mạch não tháng qua, hoặc là những cái trường mất thị lực do tắc những cái động mạch trung tâm võng mạc. Động mạch chi trên chủ yếu là cái chúng ta gặp là bệnh lý động mạch dưới đòn, thì triệu chứng lâm sàng chủ yếu là cái tình trạng đau tay khi gắng sức và cái hội chứng hố trong do ăn cắp máu động mạch dưới đòn. Bệnh động mạch mạc treo thì có thể là thiếu máu mạc treo tới động mạch mạc treo tràng trên, hoặc động mạch thân tạo thiếu máu cấp tính và thiếu máu mạng tính. Bệnh lý động mạch thận gây ra cái tăng huyết áp và suy thận. Còn bệnh động mạch chi dưới chắc các bạn cũng quen thuộc rồi đúng không? Đây là cái triệu chứng của bệnh cấp tính, là thiếu máu chi cấp tính và triệu chứng thiếu máu chi mãn tính, đau cách hồi, thiếu máu chi khi nghỉ, thiếu máu chi trầm trọng. Đây cái triệu chứng lâm sàng kinh điển. Và chúng ta biết rằng trong cái kỷ nguyên ngày nay thì một bệnh nhân thường ít khi chỉ tổn thương một mạch máu, mà nó thường tổn thương nhiều mạch máu phối hợp. Không ai cấm cái người bị mạch vành đấy có không bị bệnh động mạch chi dưới chẳng hạn. Người ta thấy là gì, có đến 14,2% những bệnh nhân là vào viện là vừa bị tai biến mạch não, vừa bị bệnh mạch vành, vừa bị bệnh động mạch ngoại biên. Còn số bệnh nhân mà chỉ bị bệnh động mạch gọi là chi dưới đơn thuần chỉ có tầm khoảng 37% mà thôi. Đây là một cái rất là cơ bản của khuyến cáo ESC năm 2017. Nhìn hình này nó cho chúng ta thấy là gì, trong trường nào chúng ta phải tiến hành nghĩ đến bệnh nhân có cái bệnh lý mạch máu khác là nó sàng lọc hay không. Ví dụ như một bệnh nhân có bệnh động mạch chi dưới với AV biểu hiện là AV dưới 0.9 thì nghiên cứu thấy là có thể có từ 25-75% là có bệnh mạch vành kèm theo, có 20% có bệnh động mạch cảnh kèm theo, đúng không? Và trên 75% có bệnh động mạch thận kèm theo. Đây là những cái tỷ lệ rất là rõ ràng rồi. Và tiên lượng của bệnh nhân là cho cứ nghĩ, đừng nghĩ là khi bệnh động mạch ngoại biên là nó không chết nhanh, chỉ có mạch vành mới chết nhanh, không. Khi bệnh nhân đã có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, tiên lượng sống rất là kém hơn cái người khỏe mạnh rất là nhiều. Các yếu tố nguy cơ kinh điển bệnh động mạch ngoại biên thì có lẽ cũng đi lướt qua thôi, nó cũng giống như các yếu tố nguy cơ kinh điển của mạch vành: đặc tiểu đường, hút thuốc lá, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Đây là cái khuyến cáo ESC 2017, nó cho thấy gì, khi mà các bạn đánh giá bệnh nhân có bệnh lý động mạch ngoại biên, các bạn phải khai thác tiền sử gia đình và tiền sử cá nhân theo có các yếu tố nguy cơ hay không, có những triệu chứng là đau khi gắng sức hay kèm hoa mắt chóng mặt hay không, những triệu chứng đau thắt ngực, khó thở hay không, để xem sàng lọc bệnh nhân có bệnh mạch vành hay bệnh mạch não kèm theo hay không. Đấy, kể cả đặc biệt có một cái triệu chứng mà rất quan trọng mà gần đây chúng ta mới bắt đầu gặp nhiều trên C6 của tôi, đó là những bệnh nhân có bệnh lý mạch tạng mãn tính, đặc biệt là có những triệu chứng đau bụng, mà đau bụng này liên quan đến bữa ăn, thường là đau sau ăn, nó giống như là cái cơn đau thắt ngực do bệnh lý mạch vành, là đau sau khi gắng sức. Thì bệnh nhân này sau khi ăn thì co bóp như đậu ruột rất là nhiều, thì hay xuất hiện những cái triệu chứng đau bụng, đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì còn có những triệu chứng mà kinh điển của đau cách hồi, hay chứng đau khi dưới, đau chi dưới, đau cả khi nghỉ, hoặc là những cái vết loét chi khó lành thôi, đúng không? Đó. Hoặc một cái mới nữa là có một cái rối loạn cương dương, nên chúng ta có những cái mạch máu sơ vữa thì không ai cấm những cái mạch máu ở dương vật, hoặc là những cái động mạch chậu trong rồi nó cũng bị tổn thương ngạn, thì có thể là biểu hiện tưởng như không liên quan gì bệnh mạch máu ngoại biên, thực ra là có liên quan. Đây những cái thăm khám lâm sàng, đúng không ạ? Thì cái này thật ra kiến thức gọi là giảm cho E4 thôi, nhưng mà các bạn cũng phải đánh giá đầy đủ cả cái vùng cổ dưới đòn, thăm khám kỹ sờ mạch hai bên, đánh giá huyết áp hai tay, đánh giá chênh lệch có hay không có chênh lệch huyết áp hai tay, đúng không? Khám mạch từ trên xuống dưới, khám mạch thận, rồi mạch bẹn, mạch khoeo, mu chân, chảy sau, đúng không ạ? Đấy, đánh giá cả màu sắc da, tổn thương bàn chân hay không, đặc biệt là xem là có những cái biến chứng thần kinh ngoại biên hay không, tại vì đấy cũng rất là gợi ý bệnh lý động mạch ngoại biên. Cái xét nghiệm thường quy thì cái này thì đơn giản rồi, thì chúng ta vẫn phải làm là chúng ta làm cái đường máu khi đói này, bi lăng mỡ máu, rồi là chức năng thận, chức năng gan, rồi là HbA1c, định lượng lipoprotein, xét nghiệm protein niệu nếu mà các bạn nghĩ cho bệnh nhân có đái tháo đường hay bệnh thận mãn tính.
đặc biệt rất quan trọng khi bệnh nhân có bệnh động mạch chi dưới, các bạn phải đo chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay, đúng không? Tôi và thầy Hải đấy là yêu cầu tất cả các bạn các học viên sau học đi qua khoa C6 là phải đo được ABI, và tất cả bệnh nhân vào viện phải đo, và chúng ta biết là dưới ABI dưới 0.9 được coi như định nghĩa là có bệnh lý động mạch chi dưới. Sau đó thì tất cả bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên thì một cái ưu điểm hơn của mạch ngoại biên so với động mạch chủ hay là động mạch vành là cái siêu âm Doppler theo một cái tâm nhỏ không xâm nhập có giá trị rất cao, có thể giúp chẩn đoán vị trí giải phẫu, đánh giá mức độ tổn thương như thế nào. Và các bạn vẫn hay thấy là người ta ghi là phổ Doppler có dòng chảy 3 pha hay 2 pha đấy. Cái hình đầu tiên, cái hình dưới các bạn nhìn thấy đây là một cái phổ Doppler kinh điển có mạch máu không bị tổn thương, đó là phổ 3 pha, đúng không? Cho nên là có pha dương rất là cao, pha âm, sau đó có pha dương nữa. Và khi mà có hẹp thì sẽ mất cái phổ 3 pha, có thể phổ 2 pha hoặc phổ 1 pha rất là yếu như này thôi. Một cách khác là các bác sĩ siêu âm mạch máu cũng có thể đánh giá cái tốc độ dòng chảy qua chỗ hẹp, và nếu mà nó tăng lên thì chỉ chứng tỏ là có hẹp nặng. Và cái thăm dò mà chuyên sâu cuối cùng không xâm nhập đó là các bạn phải cho chụp các lớp vi tính mạch máu hoặc là chụp MRI mạch máu. Thì ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này các bạn cũng phải nắm được, đúng không? Với chụp MRI thì đương nhiên nó tốt hơn CT là vì nó không có tia X, ít gây ảnh hưởng chức năng thận, đúng không ạ? Vì thế, bởi vì nó có thể chụp mà dùng thuốc đối quang từ chứ không dùng thuốc cản quang, đúng không? Và ít bị ảnh hưởng về tình trạng vô hóa nặng. Tuy nhiên nhược điểm thì rõ ràng là có thể bị lẫn vào thì tĩnh mạch, và một số khi mà bệnh nhân có những dụng cụ nhân tạo như máy tạo nhịp, như là stent, như là khớp nhân tạo không chụp được, đúng không? Chi phí cao và không phải đơn vị nào cũng có cái sẵn cái máy MRI mạch máu, nên là phần lớn các bệnh nhân ở Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam được chụp CT mạch máu là đủ rồi, đúng không? Thì khi đấy tiếp cận lâm sàng chung tất cả các bệnh nhân bệnh lý động mạch ngoại biên thì mình tiếp cận như vậy. Thì việc câu hỏi là việc xử trí bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên là xử trí như thế nào, thì các khuyến cáo cũng phân ra rất là rõ là xử trí dập động mạch cảnh dưới đòn, động mạch chi trên, động mạch tạ, động mạch thận và động mạch chi dưới gồm có các tầng động mạch chậu, đùi queo và tầng dưới gối. Thì tôi hy vọng là các bạn phải nắm được những cái này, những cái điểm cập nhật nhất năm 2019. Đầu tiên là bệnh lý động mạch cảnh, đúng không ạ? Bệnh lý động mạch cảnh tất nhiên một bệnh nhân bệnh mạch cảnh vào viện có thể vì triệu chứng là đã có tai biến mạch não rồi, hoặc đã có tai biến mạch não thoáng qua, hoặc chỉ đơn giản là đau đầu chóng mặt thôi, hoặc chỉ đơn giản là bệnh nhân được sàng lọc đi gọi là vì một cái mạch vành hay là vì một cái mạch đùi mạch chậu gì đó mà được sàng lọc thêm mạch cảnh thì thấy. Và cái kinh điển vẫn là chụp siêu âm Doppler mạch máu, đúng không? Tất cả các bệnh nhân mà khi siêu âm Doppler mạch máu có thể hẹp tắc mạch thì chúng tôi nghĩ rằng về mặt thực hành lâm sàng một cách tốt vẫn là nên cho bệnh nhân chụp cái MSCT, bởi vì chúng ta biết rằng cái cách đánh giá trên siêu âm và trên CT đôi chỗ là nó có điểm khác nhau. Và nếu mà khi các bạn muốn quyết định cho bệnh nhân là phẫu thuật bóc tách nội mạc mạch cảnh hay là làm can thiệp thì cái việc một cái dựng hình từ MSCT hay chụp hình MRI ra nó sẽ giúp cho đánh giá không chỉ chính xác mức độ hẹp mà đánh giá có mức độ vô hóa, và đặc biệt là cái tình trạng xoắn vọng của về mặt giải phẫu của cái quai động mạch chủ, của động mạch cảnh gốc và của những cái động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Cái này cần lưu ý này, các bạn sẽ thấy là 99% những trường hợp mà hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ sẽ là hẹp ở đoạn chỗ chia đôi từ động mạch cảnh gốc chia ra động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Đấy, bạn nhìn thấy cái hình kia, đấy là một trường hợp là chụp bên phải động mạch cảnh gốc bên phải thì thấy cái gì đấy, và sẽ hẹp rất cả khít gốc động mạch cảnh trong bên phải, còn cái động mạch cảnh ngoài nó hẹp hơn một chút, không có vấn đề gì cả. Nên các bạn nhớ là động mạch cảnh ngoài thì thiết nó chỉ cấp máu cho cái vùng mặt và nó có nhiều vòng nối rất là tốt giữa động mạch cảnh ngoài hai bên với nhau, còn mạch cảnh trong là hoàn toàn là nó cấp máu cho não và nó chia thành động mạch não trước và động mạch não giữa đấy. Thì nếu mà tắc động mạch cảnh trong là thiếu máu não rất là nặng. Vì thế là khi mà chúng ta quan tâm đến bệnh lý động mạch cảnh thì quan tâm đến bệnh lý động mạch cảnh thôi, cảnh trong thôi, đúng không ạ? Đó. Cái quan trọng là thế này, bởi vì rất nhiều trường hẹp động mạch cảnh không triệu chứng vào viện, nên cái câu hỏi là bây giờ hẹp động mạch cảnh không triệu chứng thì chúng ta có đè bệnh nhân ra chúng ta làm can thiệp hay không? Thì câu hỏi đấy được trả lời đó là khi cái chúng ta phải biết lợi ích của chúng ta khi cho can thiệp động mạch cảnh là gì. Lợi ích của việc can thiệp động mạch cảnh đó là tránh cho bệnh nhân bị một cái biến cố tai biến mạch não trong tương lai. Vậy thì tỷ lệ biến cố tai biến mạch não như nào? Người ta thấy là nếu mà hẹp khít động mạch cảnh trên 90% thì tỷ lệ biến cố trong một năm lên 6%, như là 2 năm tỷ lệ biến cố là 12%. Tôi có 10 bệnh nhân hẹp 90% động mạch cảnh thì sau 2 năm thì 1/10 thì một bệnh nhân sẽ có tai biến mạch não. Chúng ta hiểu một cách bản chất vấn đề đấy. Còn nếu hẹp động mạch cảnh mà mức dưới 60% thì tỷ lệ biến cố tai biến mạch não nó chỉ dưới 2% thôi.
nếu hẹp dưới 5% thì chỉ có 1% thôi. Đây là cơ sở để nó đưa ra các khuyến cáo về chỉ định can thiệp động mạch cảnh, đúng không ạ? Thế cái câu hỏi là chúng ta có can thiệp tái tạo máu động mạch cảnh hay không, cơ bản được trả lời rồi, bởi chúng ta thấy mà hẹp khít thì chúng ta cần phải can thiệp, đúng không? Thế thì khi mà can thiệp động mạch cảnh thì nó có hai biện pháp kinh điển. Biện pháp thứ nhất đó là mình phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh, phẫu thuật mà họ bóc cái gọt cái động mạch cảnh này đi. Cái này thì nó cũng đơn giản, nó không có vấn đề gì cả. Một số trung tâm mà họ làm nhanh họ có thể gây tê tại chỗ, họ để gọt được động mạch cảnh. Thế thì những trường nào mà chúng ta nên gọt động mạch cảnh hay để sắp đặt stent mạch cảnh thì chúng ta phải biết rằng gì? Với những trường hợp mà có thể tuổi cao, tổn thương phức tạp này thì đặt stent động mạch cảnh giảm tỷ lệ biến chứng, ít xâm nhập hơn và có tỷ lệ tái hẹp thấp hơn và thời gian nằm viện ngắn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta can thiệp cái đặt stent mạch cảnh, biết là tỷ lệ tai biến mạch não hay các biến cố khác trong can thiệp mạch cảnh lên từ 1-3%. Đấy, thì một số cái bệnh nhân nguy cơ cao khi phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh là những đối tượng gì? Đó là những đối tượng hẹp mạch cảnh sau phẫu thuật vùng cổ, nó không phải hẹp mạch cảnh do sơ vữa, đúng không? Một can thiệp thì ở vùng cổ của nó có cái tổn thương sẹo nhạ thì phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh rất là nguy cơ, đúng không? Hoặc là đoạn cao đoạn trong sọ, không phải đoạn ngoài, đúng không? Tổn thương hẹp khít lan tỏa cả động mạch cảnh gốc và động mạch cảnh trong. Có những cái tổn thương hẹp mạch cảnh không do sơ vữa, từ do nguyên nhân viêm như Takayasu chẳng hạn. Có nhiều bệnh lý nội khoa nặng nề như là chúng ta biết là COPD hay là bệnh thận hay là đái tháo đường này nọ, hoặc có tiền sử bệnh mạch vành hoặc suy tim nặng, hoặc là những trường đặc biệt, cái này là các bác ngoại khoa mình rất là ngại, đó thì tắc hoàn toàn động mạch cảnh bên đối diện. Trong trường đấy là hoàn toàn một cái não là sống nhờ cái động mạch cảnh của bên thôi, và nếu trong lúc bóc tách người ta phải can thiệp vào cái đấy mà lỡ có vấn đề gì cả thì tắc hết cả động mạch cảnh hai bên thì rất là nguy hiểm. Đấy, trường nguy cơ cao khi phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh, đúng không? Và nếu mà các bạn giải thích cho bệnh nhân, các bạn thấy có bệnh nhân có nguy cơ cao như vậy và cần phải can thiệp đặt stent động mạch cảnh, thì các bạn phải biết giải thích bệnh nhân là có những nguy cơ gì. Thì đây, các nghiên cứu thấy là nguy cơ tai biến mạch não là dao động từ khoảng 2% cho đến 8%. Tại sao bệnh nhân can thiệp mạch cảnh lại tai biến mạch não? Có hai cái nguyên nhân hàng đầu. Thứ nhất là trong lúc quá trình can thiệp là chúng ta gây tổn thương cái lớp mảng sơ vữa hoàn toàn nó bay lên não, đúng không ạ? Thì là nong bóng này trôi cái mảng sơ vữa ra và cái mảng sơ vữa bay lên não. Và đây là lý do mà tại sao các cái trường hợp chúng ta can thiệp mạch cảnh nó sẽ đặt một cái dù mà là cái lưới lọc ở đoạn sâu trong động mạch cảnh, nó gần trong sọ để nó capture, nó thu lại tất cả những cái mảng sơ vữa, nó trôi lên nó bị giữ lại như một cái lưới. Đấy, cái cơ chế thứ hai khi tai biến mạch não cũng hay gặp đó là gì? Đó là trường hợp mà khi ta nong bóng động mạch cảnh lên thì nó làm cái phản xạ là kích thích xoang cảnh, nó sẽ cường với vị và nhịp tim sẽ chậm, huyết sẽ tụt, và đôi khi áp tụt trong thời gian đủ lâu thì sẽ gây thiếu máu não, đặc biệt là cái vùng ranh giới giữa động mạch não giữa và động mạch não trước, đó là cái vùng ranh giới ấy, thì là lúc đấy thiếu máu não rất là nhiều, nó ở vùng đỉnh này, thì và như vậy sẽ bị tai biến. Đấy, nên là rất nhiều trường hợp là tôi vẫn bảo là khi mà các bạn có bệnh nhân định kế hoạch là cho đi can thiệp động mạch cảnh thì các nên hạn chế hoặc ngừng các thuốc hạ áp, và có thể chấp nhận cái thuốc hạ áp ở huyết áp nền là khoảng tầm 170, chấp nhận như vậy cho không đừng cho hạ áp xuống tầm 170. Can thiệp xong rồi nó sẽ tự động, nó sẽ xuống một chút, tại vì trong lúc can thiệp chúng ta đã cho rất nhiều thuốc đã kích thích cái xoang cảnh này và nó gây cái phường cường quý vị rồi. Cái biến chứng thứ hai là tử vong, đúng không ạ? Đương nhiên rồi, nó tai biến mạch não nặng hay tử vong mà bất cứ cái nguyên nhân cái can thiệp nào với động mạch chủ đều kèm theo nguy cơ tử vong rất là cao. Một số tỷ lệ là nhồi máu cơ tim cũng có, đúng không ạ? Biến tổng biến cố dao động từ khoảng 2-10%, tức hoàn toàn không phải là risk free, tức là không phải là không có biến cố đâu mà nó vẫn có những biến cố nhất định của nó. Đây là tổng kết. Tôi nghĩ rằng tất cả cái bài can thiệp mạch cảnh, các bạn nhớ cái slide này là đủ, và khi đi thi cứ đem cái slide này ra hỏi. Tóm lại là nếu bệnh nhân có triệu chứng của tai biến mạch não hoặc là đột quỵ trong vòng 6 tháng, đúng không? Nếu là có mà có tổn thương động mạch cảnh trên xương, đúng không ạ? Mà hẹp thì hẹp trên 50% động mạch cảnh là các bạn cũng có chỉ định rồi. Và đây là thấy cái màu vàng là khuyến cáo 2A, đúng không? Và nếu mà màu da cao thì nó 2B, tức là có thể là chúng ta là phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh hoặc là can thiệp nội mạc. Còn nếu mà hẹp từ 70% trở lên thì phẫu thuật bóc tách nội mạch cảnh là khuyến cáo 1, là màu xanh, còn can thiệp nội mạch là khuyến cáo màu vàng, là khuyến cáo 2A. Đấy, còn nếu kể cả bệnh nhân có tai biến
mà cái hẹp động mạch cảnh ở dưới 50% thì quyền gói hàng đầu cũng là điều trị nội khoa mà thôi. Cái này rất là kinh điển, định hướng các bạn. Các bạn nhìn thấy bệnh nhân hẹp động mạch cảnh, các bạn biết ngay là chúng ta phải làm gì, đúng không? Thế còn nếu bệnh nhân không có triệu chứng tai biến mạch não hoặc là triệu chứng tai biến não thoáng qua trong vòng 6 tháng gần đây, nếu mà chụp động mạch cảnh hoặc là siêu âm mà thấy tắc hoàn toàn thì cũng không làm gì cả. Đấy, luôn nhớ đấy, kể cả có tai biến mạch não hay không có tai biến mạch não mà đã tắc hoàn toàn động mạch cảnh rồi, không có trị tái tăng da, đúng không? Nếu mà hẹp dưới 60% thì cũng điều trị nội khoa, còn hẹp từ 60 đến 99%, mà nếu mà thấy tình trạng giải phẫu nó phải phù hợp với cả can thiệp hoặc là bóc tách nội mạch cảnh thì chúng ta nên tiến hành tái thông động mạch cảnh cho bệnh nhân. Rất là rõ hình này, các bạn nắm được chưa? Này giúp các bạn là khi mà chúng ta đi xin chỉ định, thầy Hùng hỏi là tại sao con này lại can thiệp, tại sao lại mổ, thì mình có rõ ràng giải thích là như vậy. Đây là khuyến cáo của Hiệp hội Châu Âu rồi. Cái bệnh lý thứ hai đối với mạch đoạn mạch cảnh dưới đòn, nó là bệnh lý động mạch dưới đòn, đúng không? Thì cái này tôi thấy là rất nhiều bác sĩ vẫn còn băn khoăn, kể cả bác sĩ C6 thôi, đó là bệnh nhân hẹp động mạch dưới đòn thì ta có thông ra không. Thì chỉ định khuyến cáo rất là rõ ràng mức độ 2A, đó là khi bệnh nhân có triệu chứng. Thế triệu chứng ở đây là gì? Triệu chứng thứ nhất đó là bệnh nhân có đau, đau tay, đúng không? Tê tay, đau tay nhiều nhất là khi gắng sức. Triệu chứng hai đây là có hội chứng ăn cắp máu động mạch dưới đòn, cái này rất là quan trọng. Và khi các bạn nhìn động mạch dưới đòn có hai nhánh bên quan trọng nhất của động mạch dưới đòn, nhánh bên thứ nhất đó là mạch sống nền, nhánh bên thứ hai đó là mạch vú trong. Đó là mạch vú trong không ảnh hưởng gì cả như động mạch sống nền. Khi mà tắc động mạch dưới đòn thì cái vùng chi trên nó sẽ thiếu máu, và như vậy là động mạch sống nền ở cái bên tổn thương sẽ phải lấy máu từ động mạch sống nền bên đối diện, đúng không? Và như vậy nó bị thiếu máu động mạch sống nền, và như vậy sẽ có triệu chứng trùng hố sau, các bệnh nhân phải đau đầu rất là nhiều. Đặc biệt là này, các bạn làm xuyên đốt lên mạch máu này thấy phổ dòng chảy đảo ngược, nó bình thường các bạn thấy phổ là gì, từ dưới lên trên đi lên não, nhưng đây là thấy đặt cái đầu dò và động mạch sống nền bên trái, các bạn thấy phổ đảo ngược. Đây là cái dấu hiệu rất kinh điển để mà cho đưa ra quyết định là cho nên can thiệp động mạch dưới đòn. Tất nhiên gọi là không can thiệp có sao không, không can thiệp thì cũng chẳng sao cả, chẳng ai chết vì không can thiệp động mạch dưới đòn, khẳng định luôn là thế. Nhưng bệnh nhân sẽ có triệu chứng, nó bệnh nhân có thể mệt chóng mặt rồi là có những cái cơn đau đầu đấy. Thế còn được lựa chọn biện pháp như thế nào thì khi mà có hẹp tắc động mạch dưới đòn mà có triệu chứng thì chúng đều có thể can thiệp hoặc phẫu thuật, đều là như nhau cả, dựa vào cái biện pháp nào là an toàn hơn. Đấy, đây là cái hình này đấy. Thế còn trong trường hợp mà nếu mà hẹp động mạch dưới đòn mà không triệu chứng, à đấy, có triệu chứng thì khuyến cáo 2A đấy, nhớ lại tôi đấy, đừng có bảo là gì là có chứng mà không can thiệp thì chẳng có lợi gì cả, chính tôi là khuyến cáo rồi là lợi ích có nhiều hơn. Thế trường hợp không triệu chứng thì nha, thì được đặt ra trong một số trường hợp dưới đây. Thứ nhất là bệnh nhân mà có phẫu thuật làm cầu nối chủ vành và dùng động mạch vú trong để nối vào động mạch vách lên rất trước, thì lúc đó hẹp được dưới đòn đương nhiên cũng giảm tỷ máu động mạch vách lên rất trước và như vậy có chỉ định can thiệp, đúng không ạ? Trong trường hợp bệnh nhân hẹp đoạn gần đã bóc cầu nối chủ vành và có triệu chứng thiếu máu cơ tim, à đấy, nếu mà bệnh nhân đau ngực nữa nhỉ, đương nhiên là cần xử lý rồi, đúng không ạ? Và một trường hợp nữa là xem xét trường hợp hẹp động mạch dưới đòn cùng bên với cầu nối thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân lọc cận chu kỳ. À cái này rất là mới, đúng không? Một số bệnh nhân lọc cận chu kỳ qua cái IVF đấy là gì? Máu nó sẽ từ động mạch nó chạy sang tĩnh mạch, và như vậy nếu mà cái lưu lượng động mạch dưới đòn nó bị giảm và hẹp thì cái lưu lượng tưới máu chi trên nó bị giảm. Đây là người ta gọi là hội chứng ăn cắp máu động mạch chi trên đấy. Chúng ta gặp một số trường hợp là bệnh nhân là thận nhân tạo chu kỳ có cái IVF nó bị hẹp, là IVF cho nên 5 cái IVF qua thì rất là mừng là bệnh nhân chạy thận được, nhưng cái tay chị bàn tay nó lại bị thiếu máu, tại vì lúc đấy gì bao nhiêu máu từ động mạch quay nó đổ hết sang tĩnh mạch cánh tay hết. Thế thì trong trường mà bệnh nhân AVF mà có AVF ở động mạch cánh tay hoặc động mạch ở quay nối với cả tĩnh mạch hạn hẹp động mạch dưới đòn nên tái thông động mạch dưới đòn này ra đấy. Đây chị và can thiệp động mạch dưới đòn thì không có gì khó cả, nhất trường hẹp thì đúng là can thiệp gọi là trong một nốt nhạc thì làm có tầm 10 phút là xong rồi, lường cái dây và nong bóng là phải rất là đơn giản, không có vấn đề gì khó khăn cả. Bệnh lý động mạch tạ, cái này cũng quan trọng, tại vì đợt này trên khoa C6 tim mạch cũng có một số bệnh nhân. Thì khi bệnh lý động mạch tạ tức là gồm có, quan trọng nhất là các bạn cứ nhớ là cái mạch tạ mà nó ít vòng nối được động mạch thân tạ, đây mạch trao tràng trên, đấy hai mạch quan trọng. Mạch trao tràng dưới ít quan trọng hơn, tại vì có cái vòng nối cấp máu bù từ mạch trao tràng rất là nhiều. Khi nói đến bệnh lý động mạch tạ, chia ra bệnh lý động mạch tạ cấp tính và bệnh lý động mạch tạ mãn tính, đúng không? Cấp tính là thế nào, là đau bụng dữ dội rồi đau cấp rồi là có thể có nôn máu rồi đi ngoài phân đen, có triệu chứng ngoại tử ruột rồi sốt nhiễm trùng nhiễm độc này nọ, đúng không? Thì khi mà các bạn nghi ngờ bệnh nhân nhồi máu mạc trao cấp
thì chỉ định là nên chụp CT mạch máu cấp, hoặc tất nhiên là MST mạch máu cấp nên là thế này. Và ở bệnh viện tuyến dưới chẳng hạn, các bạn thấy bệnh nhân đau bụng dữ dội vào viện đúng không ạ, có thể nôn ra dịch xanh, trên nền là bệnh nhân là có rung nhĩ, để các bạn nghi ngờ là bệnh nhân có nhồi máu mạch trào cấp, thì khuyến cáo mức độ 1 là các bạn chuyển bệnh nhân đi chụp MST mạch máu ngay lập tức đúng không. Và nếu mà các bạn nghĩ để loại trừ, các bạn làm cái DDMA. À, cái này rất là đơn giản, các bạn loại trừ nếu DDMA âm tính, đương nhiên là loại trừ đúng không. DDMA làm thăm dò độ nhạy rất cao đến 99,99%, nhưng độ đặc hiệu gần bằng zero, tức là chả có hiệu cho cái gì cả. Có thể huyết khối tĩnh mạch chi dưới, có thể là gọi là dùng thuốc tránh thai DDMA nó cũng tăng đấy, nhưng mà nếu mà DDMA mà âm tính thì các bạn phải tin chắc loại trừ một cái bệnh lý đông máu trong cơ thể đúng không. Thì sau khi đã chỉ định đánh giá về chẩn đoán rồi, thì về mặt điều trị thì tắc động mạch mạc treo tràn trên cấp tính do huyết khối can thiệp nội mạch nên được xem xét là lựa chọn đầu tay. Các bạn nhớ thế này, khởi động kíp can thiệp luôn, tại vì nó giống như một cái nhồi máu cơ tim cấp, là các bạn có thể tái thông được cái mạch đấy, gọi cứu đoạn ruột. Còn hồi trước vẫn gọi là mổ, thì mổ người ta có thể làm hai việc. Cái việc thứ nhất là người ta lấy huyết khối, thì rất là ít trường hợp phải lấy huyết khối ra. Cái việc dễ hơn là cắt xén cái đoạn ruột này đi đấy. Thì thật ra là nếu mà bệnh nhân đã vào viện muộn mà bây giờ có hoại tử ruột thì cố gắng cắt may ra còn sống được đúng không. Thế nhưng mà nếu mà tốt mà cấp tính thì nên nên gọi là hút huyết khối qua catheter đấy. Còn nếu không thì có lẽ này phẫu thuật nên là xem xét cũng là một tình báo 2A đúng không. Thế còn bây giờ gọi là bệnh lý động mạch tạng mãn tính. Mãn tính là thế nào? Đó là những bệnh nhân như tôi nói rồi là có triệu chứng đau bụng rất là nhiều, và hay là đau bụng sau ăn đúng không. Bệnh nhân lại có nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh lý động mạch ngoại biên đúng không. Thì siêu âm Doppler là nên được thăm dò đầu tiên, nên là tiến hành đúng không ạ. Với mà cái cấp tính thì người ta bypass rồi, là chụp MSTT luôn xem giải phẫu nó như thế nào đúng không. Đặc biệt là nên cẩn thận tìm các nguyên nhân khác gây đau bụng, chứ đừng có quy vội vã quy nó cho nó là cái do tác động tạ, tại vì hẹp tác động tạ mãn tính thì nó cũng không gây triệu chứng lâm sàng gì nặng nặng nề. Đôi khi các bạn lại có một cái khối u đại tràng nó gây chèn vào ruột, gây tắc ruột, gây đau bụng các thứ ạ. Các bạn đi lại bỏ sót đại tràng, lại cứ đi làm mấy cái xương mạch tạng có vấn đề gì không á, bỏ sót cái u đại tràng, thế là không được rồi đấy đúng không? Và nên chỉ định tái thông trong trường hợp là có triệu chứng đấy, thì nó 1C. Còn nếu không triệu chứng đúng không thì không nói gì, nhưng có triệu chứng thì phải tái thông. Ôi lầm chiều, chúng tôi làm mà can thiệp động mạch thân tạng đúng không? Làm sao, tại sao biết là đây là động mạch thân tạng, các bạn có biết không? Bởi vì gì, khi mình nó chụp động mạch chủ bụng, động mạch chủ đi qua lỗ quành, động mạch chủ ngực đổi tên động mạch chủ bụng, và động mạch thân tạng sẽ là nhánh bên đầu tiên của động mạch chủ bụng đúng không? Dưới động mạch thân tạng sẽ động mạch mạc treo tràn trên, dưới mạch mạc trên trên là động mạch gì? Cái gì? À là động mạch thận, mà dưới đấy là động mạch treo tràn dưới, các bạn phải thuộc. Cái sự khác biệt giữa mạc treo tràn trên, mạc treo tràn dưới động thân tạng với động mạch thận là gì? Động mạch thận nó tách ra hai bên như này, còn động mạch mà trang trên và trang dưới nó chạy thẳng ra phía trước, bởi vì nghiêng bóng này cước 90 độ mình chụp được. Vậy này ra thấy là ngay từ nhánh bên đầu tiên là mà trang trên là nó hẹp khít như này và đặt cái stem ở đấy. Đấy. Thì đơn giản không có vấn đề gì cả. Tôi không đi sâu kỹ thuật đặt stem. Cái bệnh lý động mạch thận thì khi nói bệnh lý động mạch thận, các bạn chắc là giờ này thì không cần giảng thêm nhiều nữa, đó là biết được tổn phân biệt hai loại là tổn thương hẹp mạch thận do xơ vữa, gọi là cái AIS đấy đúng không. Thường là gì, tổn thương lỗ vào ở những bệnh nhân mà cao tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh lý mạch máu, và loại thứ hai là loại loạn phản xơ cơ, nó chít hẹp như thế này này, tổn thương lan tỏa dạng tràng hạt, bệnh nhân trẻ tuổi ít yếu tố nguy cơ bệnh mạch máu. Ngoài ra còn có một cái bệnh gì nữa mà chúng ta cũng hay gặp, đó là bệnh Takayasu, thì cơ chế nó khác hoàn toàn, nó do cơ chế tổn thương viêm. Thế thì quan trọng là gì, chúng ta phải nghĩ đến khi nào ta nghĩ đến bệnh nhân hẹp động mạch thận, đón chợp mà gì, tăng áp khởi phát khi còn trẻ này đúng không. Tăng áp kèm theo nghe có tiếng thổi ở bụng này, rồi là tăng áp mà khó kiểm soát bằng thuốc đấy, hoặc là tăng áp mà cơn đau cấp huyết áp phải lên đến 200 hơn đấy. Đấy là những cái vấn đề, đến những trường hợp phải nghĩ đến là có liệu có hẹp tắc động mạch thận hay không đúng không. Đấy, về mặt đánh giá bệnh nhân thì thận siêu âm Doppler là khuyến cáo đầu tiên. Các bạn nghĩ đến bệnh hẹp động mạch thận, các bạn đặt ống nghe vào xem có tiếng thổi động mạch thận hay không, các bạn cho làm siêu âm Doppler đúng không. Và nếu mà bệnh nhân không có suy thận, kèm theo các bạn cho chụp CT động mạch thận cũng được đúng không. Cân nhắc có thể sử dụng chụp DSA nếu mà khi mà các kết quả thăm dò không xâm nhập nó mâu thuẫn đấy nhá.
Còn hồi trước người ta vẫn có những cái gọi là xạ hình thận, rồi là định lượng renin huyết tương. Tôi xin khẳng định luôn là khuyến cáo năm 2017 của Hội châu Âu là không có chỉ định dùng cái này nữa. Đấy, cái này nó chỉ mang tính gọi là dọa nhau là chính, như bây giờ chẳng ai đèm cái gì hẹp mình thận ra là xem còn tế bào thận hay không, xương nó đánh giá được rồi. Đấy. Khuyến cáo về động mạch thận thì cái này là quan trọng nhất này. Thứ nhất, tái thông thường quy không được khuyến cáo bệnh nhân hẹp mạch thận do xơ vữa. Các bạn có bệnh nhân mà hẹp 90% gốc động mạch thận mà không có tăng huyết gì cả, huyết mà kiểm soát không có suy thận thì không được khuyến cáo thường quy. Nếu bệnh nhân có tăng huyết hoặc có dấu hiệu suy thận liên quan đến dạng sản xơ cơ thì nó máu hoặc stent được xem xét, đúng không? Đấy, hoặc có suy tim ứ huyết tái phát không giải thích được, hoặc đột ngột phù phổi đấy. Và một số trường hợp thì xem xét phẫu thuật trong trường hợp mà động mạch thận tổn thương phức tạp này, hoặc là mà can thiệp động mạch thất bại thì xem xét là phẫu thuật. Còn nói chung là can thiệp mạch thận thì cũng rất là đơn giản thôi. Bệnh lý động mạch chi dưới, và cái này cũng phải nói các bạn, vì các bạn đi trực bắt đầu là chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi, và đặc biệt là khoa C6 thì gặp nhiều lắm. Thì khi mà động mạch chi dưới, các bạn phân biệt gì? Bệnh lý động mạch chi dưới cấp tính và bệnh lý động mạch chi dưới mãn tính. Cấp tính là thế nào? Cấp tính là tình trạng có dữ liệu kinh điển là 6 chữ P đấy ạ, đúng không? Đau này, rồi là nhợt này, rồi là mất mạch, rồi giảm cảm giác, rồi giảm vận động này, vân vân đấy. Thì quan trọng nhất là cấp tính là gì? Nguy cơ các cụt chi cao, và không chỉ như thế là nguy cơ của nhiễm trùng, nhiễm độc, toàn thân rối loạn điện giải, suy thận do gọi là tăng men CK, tiêu cơ vân này nọ, rồi nhiễm khuẩn có thể tử vong. Và phân loại lâm sàng thiếu máu chi cấp tính, đây là phân loại kinh điển Rutherford đấy. Mà hôm bạn nội chú đi trực là không biết Rutherford là cái gì, xin khẳng định luôn Rutherford này là không phải là 1 2 4 5 6, mà nó chỉ có mức độ 1 2 3 áp dụng cho bệnh lý mạch chi dưới cấp tính, đúng không? Là một một là gì, tóm lại là thiếu máu chi còn tốt, không có giảm vận động, không có giảm cảm giác, và tiên lượng cắt cụt chi là không đe dọa ngay lập tức. Ba là gì? Ba là tóm lại là chi đấy là chết rồi, không có giữ được nữa, mất hoàn toàn cảm giác, liệt, mất hoàn toàn vận động, cứng rồi, ngắc rồi, mất mô lớn, tổn thương thần kinh vĩnh viễn không tránh khỏi, và khi đã gọi là pha ba chỉ có đem đi cắt cụt thôi. Hai là ranh giới giữa một với cả ba đấy, và nó cũng chia ra 2A và 2B. 2A là tóm lại là có nguy cơ đe dọa nhưng có thể trì hoãn được một chút, 2B đe dọa ngay lập tức đấy, thì nôm na là như vậy. Các bạn chỉ nhớ 1 2 3 thôi. Nếu mà đi trực các bạn gặp bệnh nhân mà đã mất hoàn toàn vận động, mất hoàn toàn cảm giác rồi, tím lạnh thì các bạn phân làm nhóm 3 rồi, thì đừng gội trần mạch máu là gì cho nó mất thời gian, mà các bạn hội trần chấn thương chỉnh hình luôn, họ cắt cụt luôn đấy, nếu không có thể chết vì nhiễm trùng độc. Đừng có đặt ra cái việc là tham vọng thiếu chi nữa, đúng không? Đấy, thiếu máu chi cấp cấp tính là như vậy. Xử trí thiếu máu chi cấp tính, cái này quan trọng này, trong trường có giảm sút về mặt thần kinh, tức là có giảm vận động, có giảm cảm giác, thì tái thể máu khẩn cấp phải được chỉ định, không được trì hoãn, hoặc là chúng ta đem đi chụp CT không có đâu. Nếu các bạn có giảm sút mặt thần kinh, các bạn phải tái thể máu lập tức, đúng không? Trong trường không bị giảm sút mặt thần kinh thì được, thì mới bắt đầu là các bạn mới cho đi làm thế nào chẩn đoán hình ảnh, như các bạn cho đi làm siêu âm, các bạn cho đi chụp CT, chiếc MRI này nọ. Chẩn đoán thiếu máu chi cấp tính là dựa vào chẩn đoán lâm sàng, đúng không? Tại vì bệnh nhân vào viện thiếu máu chi cấp tính, vào viện là cấp cứu, giống như cái nhồi máu cơ tim ấy, không ai dựa vào chụp MSCT động mạch vành để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cả, đúng không? Nó rất là buồn cười, đúng không? Và các bạn cho heparin thuốc giảm đau để chị càng sớm càng tốt, kinh điển. Đừng có mà ai lại bệnh phải chi dưới cấp tính ạ, cho Lovenox hai bơm này nọ, đấy là sai rồi, đúng không? Rồi, nhìn hình này tôi cứ quen tóm tắt này, các bạn nhìn vào các bạn nắm được luôn. Đầu tiên nếu chưa có tính ạ, cho heparin và thuốc giảm đau. Nếu Rutherford 1 có thể cứu được không giảm sút về mặt thần kinh, thì các bạn cho đi làm siêu âm Doppler mạch máu, các bạn cho đi chụp CT, chụp hoặc là chụp PSA, đúng không? Nếu mà các bạn thấy có thể tái thông được, các bạn tái thông có thể bằng rất nhiều cách, có thể có phẫu thuật. Tôi nghĩ triệt để nhất đến thời điểm này trong cái mặt bằng y khoa của Việt Nam là cái đơn vị hàng đầu là Viện Tiền Quốc gia này, thì phẫu thuật vẫn là nhanh nhất, luồn cái ống thông mà hút huyết khối ra, đúng không? Hoặc là gì, cho thuốc tiêu sợi huyết đấy. Nếu bạn không có phẫu thuật, không có cái lấy qua catheter thì có thể tiêu sợi huyết hoặc phẫu thuật bypass luồn qua cái phần đấy, đúng không? Thế trong trường thứ hai đó là gì, có thể cứu vãn được sống thiếu sót mà tự nhiên là Rutherford 2, thì các bạn tái tổ khẩn cấp, các bạn đừng có đi chụp MSCT, xin lỗi cái chuyện để không có đâu các bạn. Bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu cứ bắt hay đi chụp CT tại ý gọi là một số trường mà có hẹp sơ vữa là không luồn cái Pavarotti vào được,
Đấy, thế thì việc câu hỏi là nếu mà không luyện vào được mà đi hẹp thì ông có đi mổ cho tôi để có lấy huyết khối không? Đúng không? Nếu mà đã có thiếu sót thần kinh là ông phải lấy huyết khối bằng mọi giá. Ông không hút được thì ông phải làm thế nào đó ông lấy, ông mà có hút vào không được làm sao có thể nước mạch lấy được. Nên thật ra đây là cái này đúng. Tôi xin khẳng định lại các bạn là khuyến cáo là không có chuyện đi chụp MSCT trong trường đã có thiếu sót về mặt thần kinh. Kinh điển đây và tái tổ khẩn cấp can thiệp nội mạch hoặc có là bắc cầu, đúng không? Đấy, khi trước là viện chúng ta nó chưa có những cái gọi là cái máy hút huyết khối cho mạch ngoại biên, được bắt đầu thời gian tới năm sau thầu vào là có rồi, chúng ta có thể hút huyết khối cho mạch ngoại biên bằng can thiệp nội mạch rất là tốt. Vâng, thế còn cái thứ ba là không được cứu vãn được thì thôi đừng có lằng nhằng gì cả, giải thích gia đình và đi cắt cụt chi một phát thật là nhanh. Thế xong cái bệnh động mạch chi dưới cấp tính thì nói rất nhanh về động mạch chi dưới mãn tính thôi, đúng không ạ? Nó rất khác với động mạch chi dưới cấp tính, nó biểu hiện không phải là 6 chữ T nữa, ban đầu là đau cách hồi và đến giai đoạn 2 là thiếu máu chi trầm trọng, đau cả khi nghỉ, có loét, có liền, vân vân. Đấy. Đây là bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mãn tính thì có đến gần một nửa là không có triệu chứng gì cả. Có một ít là đau chân không điển hình hoặc đau cách hồi, hoặc là 2 đến 3% là thiếu máu chi trầm trọng, đau khi nghỉ, loét không liền. Và khi đã có thiếu máu chi trầm trọng thì tỷ lệ là cắt cụt chi là 25%, tử vong sau một năm là 25%, tỷ lệ còn sống với hai chân chỉ có 50% thôi. Nên thấy là gì, phần lớn bệnh nhân chúng ta là vào viện ở cái giai đoạn mà khi mà đã có thiếu máu chi trầm trọng, đau khi nghỉ, loét khó liền, có hoại tử chi rồi, đúng không? Nhưng mà các bạn làm bác sĩ đôi khi về sau các bạn không phải là bác sĩ ở tuyến cuối, các bạn có thể là một bác sĩ tuyến đầu, các bạn có bệnh nhân vào viện thì các bạn trước khi đánh giá là những cái chữ loét hoại tử rất là nặng nề thì nhìn nó biết ngay bệnh ở ngoại biên, các bạn có thể có một số bệnh nhân có triệu chứng nó mờ nhạt hơn là chứng loét và tiền loét. Đấy, ví dụ như những cái vết chai chân như thế này về sau tiến triển thành loét nặng hơn, đúng không? Những cái loét này có thể tiến triển loét nặng hơn. Đấy, những cái kẽ ngón chân nó khó liền này, đặc biệt là như tiểu đường ạ, về sau nó có thể tiến triển thành những cái loét thật sự, cái tiền loét bạn cũng đã phải đánh giá rồi. Đánh giá để mà gì, để mà biết các bạn trong nhân đi sàng lọc, để mà các bạn giải thích cho bệnh nhân chăm sóc vết loét, đúng không ạ? Vệ sinh cũng như là tập đi bộ, bỏ thuốc lá này nọ. Đấy. Những cái chai chân, hạt cơ nấm da, phỏng nước mức kẽ khô da, nấm móng, dày móng hay móng quọc, tất cả đều là những triệu chứng tiền loét. Trên nền bệnh nhân có bệnh động mạch ngoại biên rồi, đúng không? Đừng có chờ đến khi bệnh nhân loét hoại tử thì nó làm gì, quá muộn rồi. Đúng không? Và cái vị trí đau cách hồi, cái này rất là quan trọng, cho nên không chỉ khám đau cách hồi, tiếp cận bệnh nhân ra phải hỏi xem bệnh nhân đau có phải bao nhiêu mét, đi được 50 mét đã đau rồi, hay đi 100 mét, hay đi 200 mét, đi 500 mét. Và dựa vị trí đau cách hồi các bạn thì phân tầng tổn thương, tầng tầng chủ chậu, tầng đùi queo hay tầng dưới gối. Đấy. Và phân loại giai đoạn bệnh thì cái này là mấy là phân loại phong tăng và Rutherford, đúng không ạ? Với bệnh động mạch ngoại biên thì thông thường Rutherford từ 0 đến 6, và khi bệnh nhân đã thiếu máu chi trầm trọng là từ 4 đến 5 đến 6, dựa vào có mất mô hay không. Mà thật ra nếu không mất mô là 4, mất mô ít thì là 5, mà có loét là từ nhiều thì là 6, đơn giản như vậy thôi. Quản lý bệnh nhân thiếu máu chi mãn tính, đây là những cái khuyến cáo thì tóm lại là gì? Cái vai trò mà của việc sàng lọc đánh giá bệnh nhân rất quan trọng, đúng không? Các bạn phải phát hiện sớm dấu hiệu mất mô hoặc nhiễm trùng, giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa mạch máu. Đấy, cái này quan trọng, đúng không? Các bạn không có tự động mà nghĩ là bệnh nhân này không có làm sao đâu, chỉ có loét khó liền thế là thôi xong cho mấy viên thuốc về không được, đúng không? Và nếu mà thiếu máu chi mãn tính dạng từ Rutherford 4 trở lên thì các bạn phải đánh giá nguy cơ cắt của chi, đúng không? Và việc bảo tồn chi, để bảo tồn chi thì tái tế máu được chỉ định bất cứ khi nào có thể. Nhớ đấy, tái tế máu tất nhiên là có thể là can thiệp nội mạch, có thể phẫu thuật bắc cầu nối thì, nhưng mà tái tế máu là được chỉ bắt buộc, đúng không? Còn những hồi và bệnh nhân thiếu máu chi mãn tính với tổn thương tầng dưới gối thì khuyến cáo rằng là siêu âm đốt len mạch máu là không đủ, mà nên chụp mạch bằng chụp CT hoặc chụp DSA, chụp MRI để đánh giá tưới máu bàn chân. Đấy, tại nhiều khi là cái mạng lưới bàn chân là siêu âm đốt len nó không thể đánh giá được thì là nên được xem xét. Và những cái hồi trước là tiêm tế bào gốc này nọ thì tóm lại người ta đã khẳng định bây giờ là cháu vui vẻ thôi chứ không có giá trị gì cả, đúng không? Đấy là phân loại tình trạng thiếu máu chi, đây tăng điểm wifi để tiên lượng nguy cơ cắt của chi, đúng không? Nó giống như cái thang điểm in kim của các bạn, nó có từ 1 đến 4 ạ, thì wifi từ 0 đến 2, đúng không? Tình trạng loét, tình trạng thiếu máu và tình trạng nhiễm khuẩn bàn chân này, nó cũng cái bảng này, tôi cũng chả thuộc được cái bảng này, ai mà thuộc được, nhưng mà chỉ có gọi là mình cứ tra bảng đó thôi. Đây là cái cách đánh giá này, thì thật ra cái này tôi nghĩ rất là hay, và chúng ta nếu chúng ta đánh giá nhiều cái này thì sẽ có phản xạ lâm sàng, đúng không?
đánh giá điểm, ví dụ led chẳng hạn, không có led thì không điểm, đúng không ạ? Với led nhỏ nông thì là 1 điểm, led sâu mà có độ xương là 2 điểm, led sâu rộng dày gần hết ngón chân, ngoại từ rộng ra thì là 3. Đấy thì các bạn thấy rất nhiều bệnh nhân chúng ta vào viện là có thể chỉ wifi 1-2 thôi. Thiếu máu thì vô cùng đơn giản là dựa vào AD, các bạn cứ đo AD, đúng không? Cứ dựa theo này, nếu mà dưới 0.4 thì coi như là cái điểm này là 3. Đấy, tình trạng nhiễm trùng bàn chân theo foot infection, đúng không? Nếu mà không có nhiễm trùng thì không điểm, có nhiễm trùng ở da thôi thì là 1 điểm, nhiễm trùng nằm sâu hơn, nhiễm trùng toàn thân đấy thì là 2 đến 3 điểm, gọi là có sepsis nữa thì là 3 điểm là chắc chắn rồi. Đấy. Và có những cái gọi là tác giả người Mỹ là người ta dành cả đời thì người ta đi đánh giá cái này là thang điểm wifi xem nguy cơ các cuộc chi trong vòng 1 năm. Tóm lại 100 ông vào viện cứ để ra đánh giá wifi, và đánh giá wifi nó sẽ phân ra, đây là rất là quan trọng, không phải chỉ wifi, nó sẽ phân ra là mức độ các cái màu như thế này, và sẽ nghe các cắt cuộc chi là nó trong vòng 1 năm nó như thế nào. Đấy, nếu mà cái hình này này các bạn sẽ thấy là gì, cứ ví dụ như là điểm wifi mà điểm led bao nhiêu đấy thì nguy cơ các cụ là 2 là H, màu đỏ là nguy cơ các cụ chi cao, hoặc là tiên lượng được để mà gì, để mình giải thích cho bệnh nhân là kể cả chúng ta có tái tế bào tối ưu rồi nhưng mà cái nguy cơ các cụ chi vẫn rất là cao. Cái quan trọng với cái bệnh động mạch chi dưới mãn tính là các bạn không được bỏ sót một số trường hợp tổn thương mạch ngoại biên không do sơ vữa. Tự gì một là bệnh nhân Takayasu quan trọng, đúng không, rất hay gặp. Đợt vừa rồi tôi vừa có bệnh nhân là hẹp đóng cái khẩu thôi, nhưng là hẹp được mà chậu hai bên, nhưng hỏi ra bà này Takayasu đến mười mấy năm bà còn đặt được một cái stent động mạch thân tạng, xong rồi đi tắc đá lại cái stent, tại vì cơ chế của tổn thương hẹp động mạch trong Takayasu, cơ chế tổn thương viêm, tại không dùng corticoid không kiểm soát được viêm thì các bạn đặt stent vào nó viêm tái phát rất là nhanh, viện mình gặp rất là nhiều rồi. Đây, hội chứng bẫy mạch Creel, đúng không, cái này chắc là các bạn cũng đã từng gặp, nó gì động mạch Creel bị chèn ép trên nền là có những cái cơ bắp nó rất là to, hay gặp ở gì nam giới trẻ tuổi tập thể hình này nọ thế ạ, nó chèn ép và tắc luôn động mạch Creel, đúng không, và chẩn đoán là dựa vào chụp MRI điều trị ở gì phẫu thuật làm cầu nối. Bệnh Berger là viêm bao mạch mạch máu nhỏ vừa, gặp ở người hút thuốc lá nhiều, cái này nó không do sơ vữa và tái tế bào thường rất khó khăn. Bây giờ chúng tôi cũng đầu làm được vài ba ca rồi, nhưng quan trọng nhất với trong việc bệnh Berger vẫn là bỏ thuốc lá tuyệt đối và điều trị triệu chứng thôi. Đó, thăm dò chẩn đoán hình ảnh thì siêu âm Doppler thăm dò hình ảnh đầu tiên, đúng không, và sau đó thì có thể cho thêm chụp CT hoặc MRI mạch máu, và dựa trên các kết quả về thăm chẩn hình ảnh lẫn những cái đánh giá về mặt lâm sàng để quyết định thái độ điều trị, đúng không. Và khi cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh thì các bạn phải biết là để mà quyết định điều trị nó có phân loại TAST. Trong bệnh động mạch ngoại biên có rất nhiều phân loại, đúng không? Cấp thì có phân loại Rutherford này, mạng tính để lâm sàng là có Rutherford hoặc là không tăng này, đánh giá như các cụ chi có phân loại wifi này, và nếu mà phân loại về giải phẫu đấy, mức độ tuần giải phẫu thì không có liên quan đến lâm sàng, ở đây là giải phẫu đâu, thì có phân loại là TAST. Khi các bạn học về tổn thương mạch vành sẽ có phân loại của ACC là tip A tổn thương dưới 20 mm này, rồi tướng khu trú tiếp B là tướng chỗ chia đôi, rồi có huyết khối này họ tiếp C tướng gặp xoắn vặn gặp góc si tiêu này họ, thì gọi là với cái bệnh này chi dưới mạng tính cũng có phân loại TAS. TAS này có riêng cho tầng chủ chậu, tôi cũng chẳng thuộc cái này, là các bạn chỉ nhớ là ví dụ TAS A là hẹp ở mặt chiều gốc hoặc động mạch chiều ngoài dưới 30 mm này, đúng không, TAS D là tắc hoàn toàn cả động mạch chủ bụng này, rồi là hẹp cả động mạch chậu gốc chậu ngoài hai bên, lúc nào là như thế. Đấy thì tầng chủ chậu ABCD, tầng đùi kheo có ABCD. Đấy, tầng dưới ABCD các bạn chỉ cần biết trên đời nó có cái này thôi. Còn thuộc thì gọi là gì, khi nào mà có bệnh nhân thì cứ lấy ra tra cái thang điểm này mà đánh giá thôi, chứ ai mà tự học từ lòng được hết cái này. Đó. Cái gì cơ? Sẽ có hỏi thi theo cái cách của chúng tôi. Bây giờ học để cho mình, như bây giờ ai lại cứ đi cứ tí cái là hỏi thế, không hỏi thi thì em học không? Đấy, thế thôi, thế là xong rồi. Thế thì hỏi làm gì? Đây, về mặt điều trị bệnh động mạch chi dưới thì các bạn biết là cái gì, mục tiêu của điều trị bệnh động mạch chi dưới là gì, có 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là dự phòng biến cố tim mạch, đó là dự phòng nhồi máu tim, tai biến não và tử vong. Tức bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới nhiều khi là không phải chết vì cái chân đâu, người ta có thể chết vì nhồi máu tim, chết vì cái não chẳng hạn. Thì các biện pháp là gì, bỏ thuốc lá, dùng khác, dùng thuốc kháng cái tật tiểu cầu như aspirin, như Plavix, dùng statin, dùng đỡ chế biến truyền. Cái hai là giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống là trong tập luyện, dùng siloxazone can thiệp mạch ngoại biên, phẫu thuật chăm sóc bàn chân, cứu chi cho giảm được các cụt có biện pháp là can thiệp mạch máu ngoại biên và phẫu thuật.
đây vai trò tập đi bộ là cái này cho cứ hay bỏ qua, nhưng mà người thấy là tập đi bộ thì hiệu quả lại còn tốt hơn đi đặt stand, cho đi tập đi bộ thì rất là tốt, cải thiện rất là nhiều thời gian đi bộ tối đa. Điều trị nội khoa, đây là những cái thuốc được chứng minh là có cải thiện đúng không, là có aspirin, là có clopidogrel, có thuốc chuyển chuyển, có statin đấy. Còn những cái thuốc như chạy beta giao cảm có dùng được không? Hồi trước vẫn bảo là không dùng được, tại sao? Tại vì người ta cứ bảo là nghĩ là mạch máu ngoại biên thì đã có receptor beta 2 là gây giãn mạch, nó cho chạy beta thì nó lại không giãn mạch được thì nó gây hẹp lại, thì là không chống hiệu dùng chạy beta giao cảm trong bệnh lý động mạch ngoại biên. Nhưng mà bây giờ cái đấy nó cũ xưa rồi, chẳng có ai cấm được cả, cứ vẫn cứ dùng nhưng mà không được chứng minh, thì gọi là cải thiện tiên lượng. Có thể các bạn cho bệnh nhân là có bệnh mạch vành kèm theo để điều trị mạch vành, có bệnh dung nhĩ kèm theo điều trị dung nhĩ, ok, nhưng mà gọi là cải thiện tiên lượng thì chỉ những nhóm thuốc này thôi. Cái quan trọng là thế này, cho những bệnh nhân thuốc chống kết tiểu cầu liều như thế nào, thì nếu mà trong phân ra hai trường hợp, một là có chị dùng thuốc chống đông, ví dụ như bệnh nhân có dung nhĩ, ví dụ như bệnh nhân có van cơ học, và hai là không chị dùng thuốc chống đông. Thế nếu như là gì, tóm lại là bệnh động mạch chi dưới mà không triệu chứng, không đau các hồi gì cả, thì không cần cho aspirin hay là Plavix. Thì nếu mà có triệu chứng thì các bạn phải cho, và các bạn dùng SAPT là dùng single đó, dùng một thuốc thôi, các bạn có thể cho aspirin hoặc là clopidogrel. Thì nếu mà bị tái tưới máu thì sao? Tái tưới máu thì chia ra hai loại là can thiệp hoặc là phẫu thuật. Nếu mà can thiệp thì tốt nhất là trong ba một tháng đầu các bạn dùng kháng tiểu cầu kép đấy, còn trong từ một tháng trở về sau là các bạn có thể dùng một thuốc được là aspirin hoặc clopidogrel. Thế còn nếu mà phẫu thuật thì các bạn có thể cho thuốc kháng vitamin K hoặc là aspirin hoặc clopidogrel đều được hết cả, không có gì chặt chẽ. Thì nhóm thứ hai đó là nhóm gì, nhóm những bệnh nhân phải dùng thuốc chống đông đường uống, tại vì tôi biết rằng rất nhiều bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới nó kèm theo có dung nhĩ nhạn, chắc chắn các bạn phải dùng, có thể dùng kháng vitamin K là warfarin, có thể dùng NOAC. Thì làm sao nếu mà không triệu chứng hoặc là phẫu thuật thì không có gì phải làm tăng cả, không triệu chứng thì đương nhiên không dùng kháng là tiểu cầu nhưng mà vẫn phải dùng thuốc chống đông đúng không. Thì có triệu chứng hoặc là khi mà bệnh nhân can thiệp nếu như là trẻ máu thấp thì các bạn dùng hai thuốc, cả hai thuốc kháng tiểu cầu cộng với thuốc kháng vitamin, còn một trong hai thuốc kháng tiểu cầu cộng với thuốc kháng vitamin, thuốc chống đông ta chỉ dùng, bạn có thể cho Paracetamol với cả aspirin hoặc Paracetamol với Plavix là được được. Còn nguy cơ chảy máu cao thì các bạn chỉ dùng một thuốc duy nhất thôi và đó thuốc chống đông thôi. Cái này rất là mới đúng không? Bạn có một bệnh nhân 90 tuổi bị dung nhĩ nhạn, bạn để đã đặt một cái stent vào, thì sau khi mà đặt stent cho dùng cái thuốc gì, thì có thể chỉ cho đúng thuốc kháng vitamin K, cho đúng cái thuốc gọi là chống đông đường uống thôi. Bởi vì bệnh nhân đã có dung nhĩ, bây giờ không còn chỉ định dùng aspirin cho bệnh nhân dung nhĩ nữa đúng không? Nếu mà chát vát từ hai điểm trở lên là bắt buộc phải dùng thuốc chống đông đường uống rồi, và như thế trong trường đấy thì không cần dùng aspirin hay Plavix cả nữa. Đấy. Và bên cạnh đó không thể quên được là các bạn vẫn phải kiểm soát yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, như là mỡ máu, đường huyết này nọ, và ngừng hút thuốc lá tuyệt đối. Đúng không? Đây người ta thấy là ngừng hút thuốc lá thế để giảm được biến cố ở bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên. Đấy. Thuốc Cilostazol là trên đây gọi là cái nhóm Pleiatan đấy ạ, thì nó không cải thiện sống còn, tức không giúp bệnh nhân sống lâu hơn, nhưng cứu trở lại là cải thiện quãng đường đi bộ đúng không. Lựa chọn tái tưới máu là phẫu thuật thì có thể phẫu thuật ở trong giống giải phẫu, thể làm cầu nối chủ đùi, đùi queo này nọ, phẫu thuật ngoài giải phẫu là phẫu thuật nách đùi, phẫu thuật đùi đùi, có rất nhiều biện pháp đấy. Nguy cơ phẫu thuật trong bệnh lý mạch máu chi dưới là tử vong 2-5%, nhồi máu cơ tim 2-3,4%, chảy máu tắc cầu nối nhiễm khuẩn tái phẫu thuật trên 20%. Là biết rằng để có một cái ông, các bạn không biết là nhớ có ông Lê Trung Sơn đúng không ạ, mổ 2-3 lần đấy, một lần nào xong cái tắc cầu nối lần đấy, tại vì thật ra cái cầu nối nối mạch nhân tạo là nguy cơ tắc rất là cao. Và xu hướng điều trị tổn thương mạch máu ngoại biên thì kinh điển đó là gì, nếu mà TAS ABC thì gọi là can thiệp nội mạch tổn thương đơn giản, còn TAS D thì phẫu thuật, thì cái này là kinh điển rồi. Nhưng các bạn cũng phải lưu ý là đây là cái báo cáo mà dựa trên cái đề tài luận văn tốt nghiệp nội trú bác sĩ Trang B ở C6. Cái là gì, đánh giá chung về tình can thiệp mạch ngoại biên ở viện tim mạch, thì cái màu da cam là TAS D, màu xanh là TAS C, A là tím và B là màu xanh da trời. Các bạn thấy phần lớn bệnh nhân TAS A B nó người ta lại cũng chả chịu vào viện để mà các bạn đi làm can thiệp cho nó dễ, phần lớn là người ta chỉ có vào viện là TAS T và TAS D thôi. Nên là khi mà chúng tôi biết là gì A B C là nên can thiệp, D nên đi phẫu thuật, nhưng khi đem hết tổng kết số liệu mà can thiệp nào thì chủ yếu lại bằng can thiệp TAS C với D, tại AB thì bệnh nhân lại chịu đấy chưa vào viện đấy.
tổn thương mạch tầng cửa chủ trọng thì đặc điểm là kích cỡ lớn, vì thế tỷ lệ tái hẹp thấp và thường kèm theo tổn thương động mạch chủ, và nếu có biến chứng thì rất là trầm trọng, như vỡ động mạch chủ à vỡ động mạch trọng rất là trầm trọng, đúng không? Đây là so sánh can thiệp với cả phẫu thuật, thì nói chung là tỷ lệ can thiệp thì tỷ lệ thành công rất là cao, nhưng mà những cái tiên lợi tồi là đôi khi TAS D thì có thể nguy cơ phức tạp và tổn thương thất bại, có thể có can thiệp thất bại, đúng không? Đây là khuyến cáo tầng chủ trọng thì đặt stent ngay từ đầu nên được xem xét. Đấy, với tầng chủ trọng nên đặt stent. Phẫu thuật mở nên xem xét ở những bệnh nhân có tác động chủ lên mà lan quá lên động mạch thận, đúng không? Trong trường hợp có tưởng kéo dài từ mạch trọng đến mạch đùi, kết hợp đặt stent động mạch trọng từ chưa xử lý tầng chủ trọng thôi và phẫu thuật bóc tách động mạch mạch đùi hoặc là phẫu thuật nên xem xét. Đấy, và cầu nối ngoài giải phẫu từ cầu nối đùi, cầu nối nách đùi, cầu nối chủ đùi nên trì được xem xét khi mà không còn biện pháp nào khác, và khi nó không thể tái tiến máu nội mạch thôi. Đây khuyến cáo ESC 2017. Đó. Tỷ lệ thông mạch chậu sau can thiệp nói chung là rất tốt, tại vì chúng ta biết gì, cứ mà can thiệp mạch, cái mạch máu nào càng to thì nó càng thông, đúng không? Mạch máu càng bé thì càng tái hẹp, thế thôi, tỷ lệ tái thông rất là tốt. Động mạch tầng đùi khoeo thì động mạch đùi nông, đặc điểm nó là động mạch dài nhất trong cơ thể, gần như không có nhánh bên, và cấp máu chủ yếu nuôi cho chi dưới, đúng không? Động mạch rất là không có nhánh bên nào cả. Và các lựa chọn can thiệp có thể là nong bóng, đặt stent hoặc là đặt stent graft đều có những biện pháp. Thì đây là chiến lược can thiệp, đúng không? Tái tưới máu can thiệp nội mạch nên được chỉ định với những từ ngắn là dưới 25 cm. 25 cm bảo ngắn là nó là một cái gang tay như này, là 250 mm, đúng không? Bảo bạn như bạn Hoa, cái khi động mạch đùi nông bạn Hoa chỉ dài có 200 mm thôi, đúng không? Thì những chỗ đấy người ta khuyến cáo là gì, là tổn thương nếu mà dưới 25 cm thì can thiệp nội mạch là hàng đầu, đúng không? Thế còn ưu tiên là gì, vẫn là nên đặt stent hơn. Thế còn trong một số trường hợp là nếu mà nó thấy tổn thương phức tạp thì có thể là gì, có thể bóng của thuốc, nhưng bóng thuốc chỉ là khuyến cáo 2B thôi, còn stent là 2A, đúng không? Đấy, và cái chỉ định can thiệp nội mạch nó càng ngày càng mở rộng. Đấy, từ năm TAS 2000 đến TAS 2017 thì thay đổi rất là nhiều. Cái bóng của thuốc trong các trật động mạch ngoại biên, cái này các bạn cũng biết, tại vì thật ra là bắt đầu ở viện mình triển khai rất là nhiều, thì cơ chế nó là gì, nó là dùng một cái thuốc paclitaxel, thuốc gây độc tế bào, để nó cái gì, ức chế ngăn ngừa nội mạc. Đây các bạn sẽ thấy rất nhiều bệnh nhân có xu hướng là không dùng cái stent làm gì, tại vì khi mà stent nó tái hẹp rồi thì can thiệp nó rất là khó khăn. Y việt hơn bóng thường mà không kém là stent, nhưng với cái tổn thương dưới 10 cm thôi, từ dưới 100 là thì nên là bóng thuốc rất là tốt. Và các nghiên cứu so sánh bóng thuốc với cả bóng thường, các bạn cứ nhìn thấy cái nhọn màu xanh là cái DB là bóng thuốc, còn màu vàng là cái bóng thường, tôi chỉ nói bóng thường thì tỷ lệ bóng của thuốc là tốt, là bóng thường không có bàn cãi gì cả. Tóm lại, nếu bệnh nhân nào mà chi phí họ không chịu được là stent hoặc tổn thương ngắn mà chúng ta có thể nong bóng của thuốc được, cho nên mà nong bóng của thuốc. Cái tầng dưới gối thì quan trọng với tổn thương tầng dưới gối là chúng ta có thể, cái sự khác biệt với tầng dưới gối là thế này, đó là tầng dưới gối có rất nhiều động mạch, có động mạch chảy trước, động mạch chảy sau, động mạch mác, rất nhiều vòng nối, nhiều nhánh bên, và chúng ta phải có thể định khu được cái vùng tổn thương. Cái này hôm nào hôm trước ai mà đã dự lớp của ông Phil ông sẽ thấy, và cho nên định khu tổn thương dựa vào cái triệu chứng lâm sàng. Lết ngón cái thường tắc động mạch chảy trước, lết ngón út thường tắc động mạch mác, động mạch chảy sau, lết nhiều ngón là tắc cả động mạch chảy trước và động mạch chảy sau, lết gót chân thường là tắc cả ba động mạch thường dưới gối, đúng không? Và cái khái niệm này rất là hay, là tôi rất muốn bạn có học, bạn làm cái đề tài là đánh giá về mà gọi là angiosome, tức đánh giá tổn thương theo cái vùng tổn thương này. Tắc hoàn toàn phần trước này thì đó là động mạch chảy trước, đúng không? Tắc một nửa ngoài của gan chân thì cái nhánh động mạch chảy sau, tắc nửa trong thì là cái nhánh khác. Đấy, đây là nó chia ra những cái nhánh như thế này thì rất là rõ, thì mình để dự đoán được. Tại vì sao, giống như cái mạch vành, các bạn chụp lên tổn thương ba tâm mạch vành thì các bạn lựa chọn là cái nhánh nào, các bạn can thiệp, các bạn lựa chọn dựa vào cái gì, dựa động mạch thủ phạm. Động mạch thủ phạm là sao, biết động mạch nào động mạch thủ phạm, các bạn dựa vào điện tâm đồ, đúng không? Thì cái khi mà ba động mạch tầng cẳng chân này, các bạn động mạch thủ phạm, các bạn dựa vào cái angiosome như này này. Đấy, và đặc biệt là gì, tổn thương tầng dưới gối ít khi là chỉ có tầm 40% là tổn đơn độc thôi, còn thường kèm theo nhiều tầng khác, tầng đùi khoeo, tầng chủ trọng, đấy, và rất là tổn thương nhiều tầng từ trên xuống dưới. Và các khuyến cáo là gì, tái tưới máu nên được chỉ định mục đích gì, để cứu vãn chi, để đừng có khái niệm hồi trước là tái tắc động mạch tầng dưới gối là không làm gì, là điều trị nội khoa, cái này không còn đặt ra nữa, để chỉ định 1A là phải tái máu để cứu chi, đúng không? Bắc cầu dùng tới hiển lớn lên thì chỉ định là 1A, còn can thiệp nội mạch là khuyến cáo 2A. Thì nếu mà có thể đoạn xa còn tốt thì nên là bóc cầu nối bằng tĩnh mạch hiển, đúng không?
đây một số trường hợp này, ví dụ như led rất là nhiều thế này chụp lên là tắc động mạch chảy trước, động mạch chảy sau thì cũng nóng bóng ra rất là tốt như thế này, tái nó còn được cả động mạch chảy trước, AD được cải thiện, điểm hóa tai ở 22 rất là cao về sau còn về bằng zero hết, AD cũng được cải thiện và tôi thấy là gì đỡ hẳn loét như thế này. Đấy thì rõ ràng là với cái này tôi cũng có hợp tác với cả bác sĩ Trang là trưởng khoa bàn chân của viện đái tháo đường, nếu một số bệnh nhân loét khó liền mà không can thiệp tái tiểu máu không thể chăm sóc được bàn chân, không thể liền lại được vết thương, cái này không đi sâu vào nhiều kỹ thuật can thiệp. Đấy ngoài ra là các bạn nếu mà các bạn đã từng làm bác sĩ can điều trị, các bạn cũng phải biết là có thể có những cái ví dụ như dùng kem hydrogen đắp vào vết thương này, và nếu có tổn thương thì chiến lược bây giờ theo khuyến cáo vẫn là gì, ưu tiên can thiệp nội mạch để tái tiểu máu trước, tái đó cách tối ưu, sau đó mới điều trị nội khoa, đúng không, kiểm soát đường máu rồi chống nguyên tử cầu dẫn lipid máu và đắp những kem hydrogen liền vết thương, rồi dùng những phát oxy cao áp này, rồi là hút áp lực âm này nọ. Đấy đây là những cái sản phẩm thuốc này thì chúng ta cũng biết để mà chúng ta có thể cho bệnh nhân bôi để liền vết lép lóe lại. Tất cả điều trị cả nội khoa, cái nấm da thế là cũng phải điều trị. Đấy, tóm lại là chăm sóc một cái bàn chân, nhất là bàn chân bệnh nhân tiểu đường là rất là phức tạp. Điều trị nội khoa đúng không? Các biện pháp khác thì rõ là gì? Luyện tập bỏ thuốc lá, statin nước chiến chuyển, kiểm soát đường máu đúng không? Tổng kết lại về cái chỉ định can thiệp tái máu là gì? Ở bên nhân có đau cách hồi thì là các bạn phải can thiệp tái tiểu máu rồi để cải thiện triệu chứng và để cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thiếu máu chi trầm trọng từ Rufo 4, 5, 6 tái tiểu máu để giảm thiểu mất mô. Tuy nhiên cần có sự hội chẩn nhiều chuyên khoa, nhiều phẫu thuật tạch máu này rồi điều trị nội khoa rồi bác sĩ tiền can thiệp để ra trước khi chỉ cắt cụ chi, chứ đừng có thấy bệnh nhân mà thiếu máu chi trầm trọng là đi hội chẩn cho trình để cắt cụ chi đầu tiên. Bởi rất nhiều trường là gì, khi các cắt cụ chi mà các không có thể tái tiểu máu thì cái mỏm cụt nó không thể liền được. Điển hình đây là trên giáo về có cái bệnh nhân lương hồi trước là đi cắt cụt, sau chuyển về tuyến dưới và sau đó sau khoảng 2 tuần từ dưới lại chuyển lên thì không được liền được vết thương vì không can thiệp tái tiểu máu được, và như thế nó không liền, nó cứ cắt cao cao mãi, nên trước khi cắt cổ chi cần nội tẩn nhiều chuyên khoa. Còn như thế tôi đã trình bày xong các bạn về bệnh động mạch ngoại biên rồi, có ai hỏi gì không?